Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki Gaming. Bạn có thắc mắc về Free Fire, comment một câu và có thể mình sẽ trả lời bạn vào cuối video này hoặc là video sau nha. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Gaming. Sáng nay thì bên Anna Free Fire ra đó là chuỗi sự kiện C3 nổi loạn, và chuỗi sự kiện này sẽ chỉ kéo dài trong vòng đó là 7 ngày mà thôi. Đấy, sáng nay tôi đã test cho anh em ở trong cái video test cùng với cả khẩu súng rồi. Đấy, thế mà có một số bạn comment ở ngay trong cái video đấy là tại sao không test khẩu súng, à tại sao không test bộ trang phục. Vãi trường anh em ạ, vãi trường, kiểu như là vào xong rồi chỉ xem mỗi cái tên của cái clip xong rồi comment luôn. Đấy, comment luôn, tức là thấy cái clip ghi là test vòng quay C3 là mình gọi là comment luôn, là mày không test cái bộ đồ à? Ảo thật đấy, và ảo thật đấy anh em ạ. Ảo thật đấy. Ok, thì sự kiện này sáng nay mình có test rồi, thì nói chung cứ phải chơi mốc cuối cùng thì mới có thể chơi được. Đấy, 220, khoảng 200k đấy, lấy được bộ C3. Nói chung là bộ C3 này nhìn nó cũng ngon. Đấy, cũng ngon, cũng giòn. Đấy, cũng ngon, cũng giòn, và anh em có thể phối đồ. Đấy, anh em thấy không? Đấy, quả mặt đầu C3 ngại ngùng. Cái đầu này đẹp hơn đầu Husky. Cái đầu Husky màu đen đen khó phối đồ hơn. Đấy, ok, mình có thể thay một số cái giày khác. Nhìn cái mặt C3 ngại ngùng này trông buồn cười vãi trưởng ạ. Đây là một trong những cái bộ đồ mà, một trong những cái combo đồ mà tôi thấy là kiểu nó đẹp bực nhất trong Anna Free Fire luôn. Đấy, ngon thật sự anh em ạ. Và nhìn mặt con C3 trông tếu vãi trưởng ạ. Và sáng nay thì mình mới test cái mặt C3 kia thôi. Đấy, cái mặt C3 kia thì nhìn nó không, nó chưa được quá giòn. Đấy, nó chưa được quá giòn anh em ạ. À, quá ngon, vừa đội bán son. À, ngon chưa. Đấy, ui dồi ôi, ngon chưa. Đấy, áo đây tôi đi tôi phối đồ thử. Đây, tôi nghĩ là mặc mấy cái bộ đồ mà xăm trổ ấy, trẻ trâu ấy là loại hay. Đấy, mặc đồ xăm trổ ấy, trẻ trâu ấy, thế này hay. Với cả từ sáng giờ nhiều bạn kêu là rất nhiều bạn quay ra được 999 kim cương, không biết là đây có đúng không. Đấy, tôi không quay được 999 kim cương ở trong vòng quay kia. Anh em thấy tếu không? Anh em tếu ạ, và tếu vãi trưởng, và tếu vãi trưởng anh em ạ. Và ok, ái sợi, và mặt quả C3 xăm trổ, em phối đồ với và phối đồ với cả con C3 này, trông quả mặt này trông buồn cười vãi trưởng ạ. Thề luôn, trông quả mặt này nó này gọi ối dồi ôi luôn. À, anh em thấy quả mặt trông tếu không? Đấy, ok, kiếm cái áo nào mặc đây, áo đè mấy cái áo quả xăm trổ ấy. Thề với anh em luôn là không hiểu sao nhá, nhìn con C3 ấy, mặc mấy cái đồ xăm trổ trông hợp cực luôn, kiểu như là cái mặt trông một tấu hài ấy, xong mặc cái đồ ngầu ấy nhìn buồn cười vậy trưởng. Cái này phải mặc cái áo trẻ trâu anh em ạ, mặc cái áo trẻ trâu là cực kỳ hợp luôn. Đấy, đúng kiểu mặc áo đây là cẩu trâu. Khuyển trâu. C3 trâu đấy. Đấy, áo băng cướp đêm nhìn trông chuẩn này. Đấy, tức là mấy cái đồ mà cứ ngầu ngầu ấy, xong gắn thêm mặt con C3 vào buồn cười vãi nồi luôn. Đấy, cứ gắn thêm mặt con C3 vào trông tếu rồi. Đấy, anh em thấy không? Đấy, sai. Ai trông buồn cười vãi trưởng ạ. Trông đồ múa, trông hài anh em ạ. Và đấy, thì anh em có thể phối đồ kiểu như này cũng ok nhá. Phối đồ này, tôi thấy cái mặt này đẹp nhất trong game luôn. Cái mặt này là cái mặt đẹp nhất trong mấy cái mặt động vật trong game luôn. Đấy, anh em mà húp thì húp đi. Cái mặt nạ này hình như là mua mất 299 kim cương thì phải, 300 kim cương. Nhưng mà nói chung là nó cũng rẻ. Đợt đầu tiên bên Gana bán rẻ thôi. Sau này cái này mà nó thành đồ hot ra thì chả bao giờ có giá rẻ thế luôn. Kiểu gì sau này bên Gana sẽ bán lại mấy cái đồ này với giá khoảng vài trăm, vài nghìn kim cương. Đấy, em thề với anh em luôn. À, ok, hôm nay thì chúng ta còn nhận được cái bom keo rồng thiêng free ấy, anh em. Đấy, bom keo rồng thiêng free. Ở đây còn nhận được cái chảo free ở đây. Đấy, nhận được cái chảo hoạt hình free. Cái chảo này nhìn nó hơi xấu. Đấy, chảo này nhìn nó hơi xấu, thôi anh em không muốn quan tâm. Đấy, nhưng mà chúng ta sẽ có thể nhận được cái bom keo rồng thiêng free. Đấy, đây bom keo rồng thiêng free, nhận sau 4 ngày nữa, tức là chúng ta đăng nhập đủ 5 ngày thì chúng ta có thể lấy được cái bom keo rồng thiêng free. Đấy, giòn không anh em? Quá giòn. Quá son luôn. Đấy, gọi là hết nước chấm luôn anh em ạ.
Đấy, bông keo rồng thiêng của bông keo tôi cũng có rồi. Anh em mà có bông keo này rồi hay là có mấy cái bộ đồ Shiba rồi, anh em có thể ghé qua Riaki Store, shop phụ kiện dành cho game thủ Free Fire để có thể hỗ trợ ủng hộ Riaki mình. Đấy, một sản phẩm nha anh em nhá. X6KT02, T33X15 đều đang có giảm giá rất tốt, và đặc biệt là đến từ giờ cho đến ngày 10/10 siêu sale giảm giá, tôi phải nói với anh em là nó lại còn tuyệt vời hơn. Đấy, siêu sale giảm giá tại Shopee Riaki Store HN, Riaki Store HCM nha anh em. Đấy, ngon luôn. Nào, ok. Và làm tí nhảy dù, anh em biết tại sao mình phải nhảy dù không ạ? Tại vì nhảy dù mình sẽ test được cái dù mới. Sáng nay mình đã lấy được cái dù đấy rồi, dù này free. Nếu mà các bạn mua 4 cái đồ ở trong cái bộ sưu tập Shiba bao gồm 2 cái giày cộng thêm 2 cái mặt thì chúng ta sẽ có đó là lấy được cái dù này free. Nói chung là hơi khó một tí. Đấy, tao nhảy dù đây anh em xem, nhảy luôn cái khu vực gọi là tàn tích cái tình tát thị trấn xưa tàn tích rồi, nhiều thằng nhảy dù đây đấy. Đấy, sai. Anh em thấy quả dù chưa? Và ôi con cờ hò béo như con trâu anh em ạ. Và anh em thấy quả dù bong bóng chưa? Quả dù chấp đỉnh của chóp chưa anh em? Trời ơi, quả dù đỉnh đấy. Bây giờ mọi người toàn đi Skywing nhưng mà tính ra cái quả dù này cũng hay. Đấy, cái quả dù này tính ra hay. Quả dù này nó là cái con Shiba bóng bay anh em ạ. Và nhìn chất thật sự ạ. Và quả đỉnh của chóp luôn. Ok con dê. Thì có một thông tin khá hay nhá, đó là bên Anna Free Fire tôi thấy họ mới hé lộ một số thứ, đó là hoạt động quân đoàn hoàn toàn mới, phần quà cực độc, đó là một skin Ska. Thì không biết là đây là skin Ska gì hay là Ska dùng thiêng thì thôi. Đấy, nhưng mà chúng ta sẽ có một skin Ska free vĩnh viễn. Đấy, phần quà cực độc dành cho hoạt động quân đoàn mới. Thì tôi cũng chưa biết cái này nó là cái gì, nhưng mà hiện tại thì bên Ghana FIFA mới hé lộ như vậy thôi. Thì tôi đoán là nó có thể đó là cái sự kiện quân đoàn chiến. Đấy, sự kiện kiểu công thành bắt nhau ấy, hay phết. Nó sẽ có một sự kiện quân đoàn chiến, nó sẽ thi đấu giữa các quân đoàn. Đấy, tôi cũng chưa biết là thi đấu này nó sẽ như nào, nhưng mà chúng ta sẽ có thể nhận được một skin Ska free. Nói chung là tầm này cứ lấy có skin Ska là ngon rồi, tại vì Ska bây giờ nó nâng cấp lên 3 chip ấy. Đấy, cứ có Ska nó là ok rồi. Ngoài ra thì bên Ghana FIFA họ cũng có thông tin luôn về việc đó là chúng ta sẽ có một cái shop quân đoàn mới ra mắt vào tháng 10/2022. Thì bây giờ là mùng 8/10 rồi mà chưa thấy ra. Thì bên Anna nói là sẽ cập nhật cái shop quân đoàn mới, và cái shop quân đoàn này nó sẽ có thêm một số các cái tính năng hay là một số những cái phần quà mới để dành cho anh em. Thì cái này nó cũng sẽ dính đến cái vấn đề đại chiến quân đoàn. Đấy, nó cũng sẽ dính đến cái chương trình gọi là thi đấu giữa các quân đoàn ở trong game. Nó không phải là cái chưa, nó không phải là cái giải đấu đại chiến quân đoàn đâu nhá, mà nó sẽ là quân đoàn ở trong game. Đấy, căng đét nó khá là lẹt luôn. Đấy, căng đét nó khá là lẹt luôn. Thì nói chung là cái sự kiện này tôi đánh giá là nó cũng ổn. Đấy, nó cũng ổn. Đấy, ok. Đấy, làm sao đấy, một thằng này nằm xuống thì mấy cái cập nhật quân đoàn này sẽ giúp cho anh em có động lực để chơi Free Fire hơn. Đấy, tại vì thực ra mấy năm nay đợt gần đây có lẽ anh em ít chơi mấy cái liên quan quân đoàn, các quân đoàn trong Free Fire cũng giải tán khá nhiều. Thì bây giờ nếu như là có cái hoạt động mạnh với quân đoàn trong game ấy thì nó sẽ khiến cho người chơi gắn bó hơn và tạo ra những cái cộng đồng mạnh mẽ. Ok, con dê chạy bom lũ á. Gì đây? Con bot à? Thì con bot này đây. Sủa cho Shiba sủa mọi người. Cao cường này, con bot rồi. Này con bot rồi anh em ạ. Anh em ôi giời, cứ tưởng là con bot. Hóa ra lại không phải là bot à? Vâng, hóa ra lại người à? Người bắn kinh tế nhỉ? Hắm rồi, tưởng là con bot, hóa ra nó lại là con người. Và tí thì tôi bị nó bắn chết. Tí thì chó lại thành cầy tơ 7 món, ri 7 món. Ái chà, ái chà, con có cả Homer cả. Khó nhỉ, ái chà, may quá, đây là con bot, người mình toang rồi. May ở đây là con bot anh em ạ, Star VN, may là con bot thôi. Và hắm rồi, và lại có thằng người nó bắn mình nữa chứ lệ. Càng lại, đây rồi, mày đẩy ra đấy, hoang mang chưa? Mày đẩy ra, nó lại đi nó bắn thằng nào nhở? À, ui giời ơi, trung tình đi ngay. Nhưng có một thằng nữa, đấy, biết ngay mà, có một con hàng nữa ở trên nóc nhà kìa, trông ghét chưa? Đấy, tôi phát hiện là có một con hàng trên nóc nhà, đã bắt con gà, đang đi lút đồ trên nóc nhà với chúng tôi này, Hoàng Lê. Đấy, đi ngay, năm ngay, tuổi gì đòi ăn mì. Đấy, chả để tôi một chặt. Trời, top 1 chặt anh em ạ, trời, top 1 chặt luôn. Ok, vào đi lút đồ tí, hôm nay có mỗi 2 người anh em ạ. Làm quả gọi là huy hiệu thợ săn cái nhỉ. Tầm này còn bật được kịp không nhỉ? À, vẫn bật được huy hiệu thợ săn này.
Rồi em vẫn bật hiệu thợ săn anh em. Hết đạn súng ngắm thế à? Đạn súng ngắm thì hơi khó rồi bán chó nhỉ. Hết đạn súng ngắm lại hơi toang. Đấy, đạn súng ngắm lại hơi toang anh em ạ. Bán súng ngắm. Đấy, bán súng ngắm. Vì rồi ôi, bán súng ngắm này mày chết là có bán súng ngắm cậu bắn lại không trượt cái nào. Ui. Và ui. Rồi, hắm rồi. Nó phát hiện ra mình rồi. Ui, căng rồi. Và nó lại chủ động chơi mình trước. Càng đấy anh em ạ, càng đấy. Làm sao? Và cậu té luôn. Đấy, còn một thằng này thôi anh em ạ. Giết nó thằng này là bu văn nha luôn. Đấy, làm thịt nó thằng này là bu ya luôn. Đấy, thịt nó thằng này gọi là bu văn nha luôn anh em ạ. Càng đét và khe lẹt luôn. Đấy, làm sao? Nào, mày xuống đây. Ơ kìa, chạy xuống đây này. Đấy, vẩy nó K98 này gọi là hết nước chấm. À, ui, keo khủng kinh quá nhở. Ui rồi, thằng keo. Thằng em đắt keo tự nó nhốt nó ở bên ngoài anh em ạ. Tự nó nhốt nó ở bên ngoài rồi. Tuổi gì đòi ăn mì gà với chúng tôi. Đấy, chơi ao được cậu. Chơi ao được gọi là siêu khuyển thần thông. Đây là gọi là Shiba Giang Hồ. Anh em thấy ok không? Ok. Thì đó là nội dung mang đến cho anh em. Thì chúng ta sẽ chờ những cái nội dung về quân đoàn thôi. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn lại anh em trong video lần sau. Đừng quên like, subscribe kênh của Ria Gaming. Bật chuông thông báo không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong tương lai nha. Còn bây giờ thì bye bye.